Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị số 03 ngày 21 tháng 1 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ, tất cả các dự án phải hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2022, vốn đầu tư công năm 2021 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nếu có trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. Trong đó, phải đảm bảo các mốc thời gian giải ngân vốn của từng loại dự án như sau. Đối với các dự án đã hoàn thành, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, bảo đảm trước ngày 31 tháng 3 năm 2022, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và dự án hoàn thành sau năm 2022, trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, phải giải ngân đạt từ 70% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên. Đối với các dự án khởi công mới và các dự án chuẩn bị đầu tư, đối với các dự án đã được Ủy ban dân tỉnh giao kế hoạch chi tiết, các dự án được giao vốn, chuẩn bị đầu tư lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30 tháng 7 năm 2022, giải ngân đạt từ 60% vốn năm 2022 trở lên trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Đối với các dự án chưa được Ủy ban dân tỉnh giao kế hoạch chi tiết, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án khởi công mới trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Đối với các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nếu có, trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28 đến 29 tháng 1, tức là ngày 26-27 tháng Chạp, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh. Ngoài ra, khoảng ngày 26-27 tháng 1 xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Đối với đất liền, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các địa phương, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại các địa phương. Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp. Chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra trơn trượt. 2. Đối với trên biển, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của vùng áp thấp và gió đông bắc, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết năm 2021, số cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em đã tăng lên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài. Giai đoạn trung bình, Tổng đài 111, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận 400.000 cuộc gọi một năm. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm 2020-2021, do giãn cách xã hội và đại dịch COVID-19, nguy cơ bạo hành gia tăng, thì số cuộc gọi đến Tổng đài 111 đã tăng lên 500.000 cuộc gọi một năm. Trung bình cứ một phút là có một cuộc gọi đến Tổng đài. Tổng đài cùng các cơ quan liên quan đã can thiệp hàng nghìn sự việc, hỗ trợ ngăn chặn và cứu sống hàng trăm trẻ một năm. Nhiều vụ việc bạo hành diễn ra nhưng nhiều người lo ngại phiền phức nên quyết định im lặng và chấp nhận sống trong xã hội dung túng bạo hành trẻ em. Cục Trẻ Em kêu gọi người dân hãy lên tiếng khi nghi ngờ hành vi bạo lực đầu tiên như tiếng kêu, tiếng khóc và gọi ngay 113 hoặc 111. Các cuộc gọi cung cấp thông tin được giữ kín, người dân không sợ bị trả thù. Ngoài cuộc gọi đến Tổng đài 111, người dân cũng có thể tải các ứng dụng 111 để gửi các video có hành vi xâm hại trẻ nhỏ cho Tổng đài 111. Bên cạnh đó, Tổng đài 111 còn tiếp nhận việc tố cáo qua kênh YouTube Fanpage 111. Để phòng ngừa cháy nổ xảy ra vào dịp cao điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ và trung tâm thương mại. Hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm, chất đầy hàng hóa. Bình chữa cháy cũ, hết hạn sử dụng. Hệ thống dây dẫn điện để trần. Hàng hóa sắp xếp không đảm bảo khoảng cách quy định. Một số hộ còn tự ý cơi nới, lấn chiếm lối thoát nạn,
gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đó là những tồn tại hạn chế trong phòng cháy chữa cháy tại các chợ hiện nay. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, song song với việc phối hợp xây dựng diễn tập các phương án chữa cháy tại chợ, trung tâm thương mại, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, trong đó tập trung kiểm tra thiết bị nguồn nước phục vụ chữa cháy, các biện pháp chống cháy lan, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các dụng cụ sinh nhiệt, sinh lửa trong các gian hàng kinh doanh. Tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, cách xử lý tình huống khi xảy ra cháy, xử lý các vi phạm về phòng chống cháy nổ. Chủ đầu tư, ban quản lý các cái chợ, trung tâm thương mại, siêu thị cần phải đặc biệt duy trì công tác phòng cháy cháy liên tục, đặc biệt là cái chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy, nhất là ngoài giờ làm việc vào ban đêm, duy trì các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở để có thể kịp thời kiểm tra, phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời ngay từ khi đám cháy mới phát sinh. Vào 19 giờ 10 phút ngày 23 tháng 1 tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy tàu cá. Ngay khi nhận tin báo, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Tại hiện trường, tàu cá mang biển kiểm soát 97060TS đang bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đồng thời 3 phương án: phun nước trực tiếp từ xe chữa cháy vào khu vực tàu đang cháy để làm mát, sử dụng bọt chữa cháy phun quanh vùng khu vực dầu loang ngăn chặn cháy lan sang các tàu lân cận, đồng thời sử dụng máy bơm chữa cháy hút nước biển phun trực tiếp vào khu vực cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ, ngư dân di chuyển tài sản, lưới đánh cá để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời cháy lan sang các tàu neo đậu bên cạnh. Vụ cháy khiến nhiều vị trí của tàu bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải, xử lý các vi phạm. Việc kiểm tra được tiến hành ngay tại những bến xe khi xe xuất bến và vào bến. Nội dung kiểm tra đầu tiên là việc chấp hành các quy định vận tải, giấy tờ hoạt động của xe khách. Thanh tra giao thông sẽ lên từng xe để kiểm tra việc lắp camera giám sát. Trong những ngày đầu kiểm tra, các nhà xe đã hợp tác với lực lượng chức năng. Hiện nay, Thanh tra Giao thông Hà Nội đã lập 6 chốt lưu động để kiểm tra các xe không lắp camera giám sát theo quy định. Với các quy định mới về bay nội địa được nới lỏng hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt trong dịp Tết này. Nhờ vậy, lượng hành khách sử dụng dịch vụ hàng không đã tăng đột biến trong 2 ngày vừa qua. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hành khách phải xếp hàng dài làm thủ tục và đã có nhiều chuyến bay bị trễ giờ khởi hành. Sân bay đã tăng cường nhân sự để hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ngày 23 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 60.000 lượt khách với hơn 600 chuyến bay cả quốc tế và nội địa. Ngày 23 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến quyên góp tiền từ thiện. Theo đó, vào khoảng tháng 5 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự nhận phản ánh về việc ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối sử dụng tiền quyên góp. Quá trình xác minh, Cục Cảnh sát Hình sự xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Hồ Văn Vàng, 31 tuổi, quê Kiên Giang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 21 tháng 1, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị NTT tại xã Long An, huyện Long Thành, xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an, tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu được kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Hồ Văn Vàng đe dọa quán của chị T đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt từ 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm. Sau đó Vàng yêu cầu chị T đưa cho Vàng số tiền từ 3 đến 4 triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua. Do không có sẵn tiền nên T đưa trước cho Vàng 1 triệu đồng tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Long Thành và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng Vàng đến quán cà phê của chị NTT để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã Long An phát hiện bắt quả tang.
Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.